Xin chào bạn, mình là Tân. Khu vườn Nhật Bản là một trong những địa điểm nổi tiếng được ngưỡng mộ trong văn hóa của Nhật Bản. Và đây cũng là nguồn cảm hứng chính cho bộ sưu tập Freeset của nhà Seiko với tên gọi là Zen Garden. Chắc hẳn các bạn đã biết bộ sưu tập Freeset của Seiko là một trong những dòng đồng hồ nổi tiếng với chất lượng cao và thiết kế trang nhã, thì Freeset Zen Garden lại nổi bật với mặt số có chiều sâu và kết cấu phong phú của một khu vườn. Trong đó, sỏi được cào theo các hoa văn như những sóng nước lăn tăn, hoa văn được nhấn sâu trên mặt số tạo những bóng mờ ấn tượng cũng như những rãnh sỏi trong khu vườn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng một thiết kế cực kỳ ấn tượng, được lấy cảm hứng từ cảnh đêm của những bông hoa anh đào, loài hoa nổi tiếng là biểu tượng của mùa xuân tại Nhật Bản và cách nó nổi bật trên bầu trời đêm của mùa xuân. Mẫu đồng hồ này có mã quốc tế là SSA421G1. Trên tay mình là một chiếc đồng hồ Seiko Freeset Zen Garden Sakura by Night. Đây là một chiếc đồng hồ rất đẹp. Nó được thiết kế theo phong cách cổ điển và mang nét thẩm mỹ riêng của Nhật Bản. Mặt số sử dụng phong cách thiết kế tối giản, trông giống với một khu vườn, cho phép người đeo tận hưởng cả một không gian tự do, gọn gàng dưới mặt kính sapphire. Chiếc đồng hồ này có thiết kế open heart, được lồng ghép vào một chỉ báo 24 giờ hình tròn, khiến ta liên tưởng tới một khu vườn thiền được chiêm ngưỡng từ phía bên ngoài thông qua trái tim mở. Hình dạng độc đáo này lấy cảm hứng từ sự kết hợp giữa các vòng tròn và đường thẳng, mang nét đặc trưng của cửa sổ nhìn ra khu vườn Nhật Bản. Bằng cách này, bạn có thể cảm nhận được dòng chảy của thời gian qua cửa sổ trên mặt số. Độ sâu và kết cấu phong phú của mặt số mang âm hưởng của một khu vườn thiền. Một phần mặt số trông giống như sỏi được cào lên để tạo thành sóng mặt nước lăn tăn. Nếu bạn đã từng đến các địa điểm ngắm hoa anh đào về đêm ở Nhật Bản, bạn có thể thấy một bầu không khí lãng mạn tuyệt đẹp. Mặt số màu xanh đậm đại diện cho bầu trời đêm. Trong đó, các cọc số la mã và kim đồng hồ mang tông màu vàng hồng, tương tự như màu của hoa anh đào nổi bật trên bầu trời đêm mùa xuân, thể hiện những nét ngoạn mục của cảnh tượng thiên nhiên. Cuối cùng, để hoàn thiện vẻ đẹp cổ điển và tinh tế, mẫu đồng hồ này được đi kèm theo dây da trơn màu đen. Seiko SSA được trang bị bộ máy cơ tự động 4R39, có khả năng dự trữ năng lượng lên tới 41 giờ. Bộ máy này có chức năng lên dây cót bằng tay, cũng như hacking stop, để thuận tiện cho người sử dụng căn chỉnh giờ chính xác tới từng giây. Phần mặt lưng trong suốt giúp bạn có thể nhìn thấy bộ chuyển động đang chạy bên dưới. Vỏ thép không gỉ có đường kính 41,8mm, thích hợp cho các bạn có cổ tay từ 16cm trở lên, đeo là đẹp nhất. Đây là chiếc đồng hồ nam đầy phong cách, thể hiện sự tinh tế và điềm tĩnh bên trong của một người đàn ông mạnh mẽ. Seiko đã kết hợp sự độc đáo trong văn hóa Nhật Bản với nghề thủ công truyền thống và dùng chính những kỹ năng chế tác đồng hồ tuyệt vời của mình trong bộ sưu tập Freeset Sakura by Night, mang đến vẻ đẹp độc đáo của Nhật Bản khi về đêm. Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu thiết kế đồng hồ cơ Nhật Bản mang phong cách cổ điển, thì Seiko SSA là một sự lựa chọn thú vị. Xét đến những khía cạnh độc đáo trong thiết kế, chất lượng hoàn thiện tốt với mức giá cả phải chăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Đồng Hồ Duy Anh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.